tiếp xúc bốn lần 400 mét nữ gồm có các quốc gia. For 500 meter relay final for women including the following countries. Đội tuyển số 3 đội tuyển Thái Lan. Let number 3 Thailand's national team. Đội tuyển số 4 đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển số 5 đội tuyển Philippines. Thank you.
has won the gold medal at 10 minutes 44 seconds. On those three men, please proceed to stand 8 of the Eden National and Stadium for the medal ceremony. Thank you. Mr. Mark Brand Lewis, Mr. Soroat Dapang from Thailand, Mr. Purimon Wilson from Thailand.